Xin chào mọi người, video này là nội dung tập cuối cùng loạt phim hoạt hình Vũ Động Càn Khôn phần 3. Ở tập trước, mọi người đã di chuyển tới tàu hóa Võ Bì, lúc này ở bên ngoài đã tập trung rất nhiều người. Dẫn đầu là tứ đại tông tộc, các tông phái lớn như Âm Khôi Tông và Âm Ma Môn. Ở phía sau là rất nhiều người, bọn họ bàn tán xôn xao, rốt cuộc bọn họ còn có cơ hội tiến vào tạo hóa Võ Bì không. Một vài người trong đó nhận ra mình chẳng còn cơ hội nữa. Tên Vương Viêm nghe được những lời bàn tán này, liền nở nụ cười mỉa mai, đám cá tạp này cũng coi như tự biết mình. Tứ đại tông tộc tất nhiên đều sẽ chiếm được một vị trí. Tên trưởng lão hy vọng, Vương Viêm phải dốc hết sức học được một môn tạo hóa võ học, như vậy địa vị của Vương gia trong tứ đại tông tộc cũng có thể tiến thêm một bước. Vương Viêm nghe vậy liền tự tin, hắn vô cùng tin tưởng vào bản thân mình, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của gia tộc. Tần Thế ở bên cạnh mỉa mai, đem chuyện hắn bị Lâm Động đánh không tìm ra phương hướng để chọc tức Vương Viêm. Hai người nói được vài câu thì đã bị động tĩnh của Lâm Động cắt ngang. Sự xuất hiện của cậu ta làm cho nhiều người ngạc nhiên, trong số đó phải kể tới Vương Viêm, hắn muốn lập tức băm tên tiểu tử này thành trăm mảnh, vậy nhưng trưởng lão đã ngăn lại. Trước tiên truyền linh lực vào tạo hóa võ bì, chuyện của tiểu tử về sau sẽ trừng trị. Đưa ra liền tiếng nhắc nhở, màn ra sân gây chú ý như vậy, có phải là cậu nghĩ kẻ thù của mình mắt mù? Lâm Động cho rằng, muốn vào tạo hóa võ bì, tất nhiên phải tranh một vị trí, chi bằng cứ sảng khoái như vậy. Rất nhanh sau đó, nhiều cột trụ cũng xuất hiện, những người tham gia sẽ đứng lên những cột trụ đó. Đưa ra nhận ra bên trong cổ bi này hình như còn có thứ gì khác. Chờ sau khi vào bên trong, cậu tự nhiên sẽ biết thôi, bây giờ phải tranh được một vị trí đã. Người đầu tiên bước lên chính là Lâm Lăng Thiền, vừa đi vừa không quên bộc phát khí tức xa oai. Bởi vì hắn có thực lực nên hành động này cũng là đương nhiên, Lâm Động nhận ra thực lực của hắn đã đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh. Cách biệt của hắn bây giờ so với Lâm Động vẫn còn rất nhiều, vậy nhưng nếu cậu có thể từ trong võ bi đạt được một bộ tạo hóa võ học, đưa ra tin rằng Lâm Động sẽ có tư cách đánh với hắn. Người thứ hai bước lên là Vương Viêm, hành động này làm cho đám người bên dưới bàn tán xôn xao. Vương Viêm đó cũng kinh đấy, vậy nhưng không bằng Lâm Lăng Thiên, lời này chỉ là nói nhảm, hắn còn thua Lâm Động kìa, cho nên hắn dựa vào đâu mà được đứng trên đó, nếu hắn có thể, vậy thì bọn họ cũng có thể lên. Lời phản đối này làm cho Vương Viêm cùng tên trưởng lão tức giận. Lão quay sang uy hiếp, nếu có ai không phục cứ việc bước ra, Vương thị tông tộc sẽ cho hắn biết vì sao Vương Viêm có tư cách chiếm một vị trí trong đó. Việc đem uy danh của cả gia tộc ra uy hiếp quả nhiên có hiệu quả, cả đám nghe xong liền không dám lên tiếng nữa. Tiếp tục người thứ ba đi lên trên chiếu cô là Tần Thế, tiếp tới là Hoàng Phổ Tịnh, Đằng Lỗi rồi Mộ Thiên Thiền. Lúc này chỉ còn 4 vị trí nữa, đám người bên dưới vẫn chưa có định tiến lên. Cường giả quá nhiều, đi trước chính là làm chim đầu đàn, cho nên xem tình hình trước rồi tính. Lâm Động không chờ đợi nữa, cậu chậm rãi bước lên, hành động quyết đoán này làm cho lão già Lâm Mặc vô sâu khen ngợi. Chỉ có điều, cậu lập tức bị lão già trưởng lão Vương thị tông tộc ngăn lại. Chỉ bằng kẻ không muốn phá như tiểu tử cũng muốn ngấp nghé một vị trí trên võ bì, không muốn chết thì tự mình cút đi. Lâm Động thẳng thắn, vị trí trên võ bì, vốn người tài thì có được, ngay cả Vương Viêm còn đủ tư cách đi lên, bản thân cậu tại sao không được. Lời này làm cho đám người xung quanh ủng hộ, quá tức giận, lão già quyết định sẽ dạy dỗ cho Lâm Động một trận nhớ đời. Lão lập tức ngưng tụ kim đài chấn mai trường tấn công về phía Lâm Động. Lâm Động cũng lấy ra kim đài chấn mai trường, vậy nhưng uy lực vẫn còn kém rất xa lão già kia nên bị đánh bay ra xa, trên miệng xuất hiện tia máu, dù là vậy thì cậu vẫn không bỏ cuộc. Lão ta thấy vậy đành rút thương rồi lao lên đánh phủ đầu, Lâm Động cũng lấy ra thương khiêu chiến. May mắn là trước đó đã học được mà viên biến nên có khả năng phản kích, rồi lão ta vào thế khó. Biết đánh lẻ không chơi được, lão liền chơi bài đánh hội đồng bằng cách hô hào đám thuộc hạ tấn công. Không còn cách nào khác, cậu đành phải lấy ra bộ phù khôi cao cấp. Bất chấp tiêu hao hết thần nguyên đàn chỉ để đập cho lão già đáng ghét một trận. Chứng kiến kết cục này, đám người bên ngoài cũng được hả dạ, một phần cho rằng Lâm Động được lắm, phần khác thì nghĩ rằng lão ta quá khả. Lão già Lâm Mục cảm khái tiểu tử này rất không tồi. Rất nhanh, các vị trí tiếp theo cũng có chủ, lần lượt thuộc về Thanh Hổ Môn và Đường Môn. Sau khi đã đầy đủ, tạo hóa võ bi cũng được khởi động, tất cả những người tham gia đều một lòng hy vọng lấy được võ học cấp tạo hóa. Bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, thể xác vẫn bên ngoài, vậy nhưng ý thức lại được đưa tới vùng không gian khác. Trước mặt cậu là một gốc cây, xung quanh có rất nhiều đốm sáng. Đưa ra giải thích, đây chính là không gian võ học của tạo hóa võ bì, những thứ này đều là truyền thừa của viễn cổ tông phái. Lâm Đồng nghe vậy liền gấp rút tìm kiếm, tuy nhiên, tất cả võ học ở đây đều thuộc dạng cấp thấp. Đúng lúc định lên cao thì điều giá bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển. Hắn kêu gọi Lâm Đồng truy đuổi, hắn dự đoán thứ đó là hồn của võ bì gọi là bì hồn. Tìm được bì hồn liền có thể nhờ nó nói cho cậu biết tạo hóa võ bì ở chỗ nào.
Sau một hồi truy bắt, Lâm Động cũng tóm gọn, không ngờ Bi Hồn lại có bộ dạng một cô bé dễ thương. Vậy nhưng vừa mới bắt được nàng ta thì có thứ gì đó đã truy đuổi tới. Cậu nhận ra thứ quỷ dị này chính là thứ đã hủy diệt Viễn Cổ Tông Phái. Điều Sai cho biết, đây có lẽ là ký ức của Bi Hồn, chuyện trước mắt là phải chạy thật nhanh. Đáng tiếc là thứ này quá đông nên hai người nhanh chóng bị bao vây. Trong thời khắc nguy cấp, Hắc Đồng Lão Nhân lại xuất hiện giải nguy. Lão ta chính là sư tôn của cô bé này, biết Lâm Động là truyền thừa của lão, cô nàng liền mang theo cậu vào Điêu Gia đến một nơi khác. Nơi đây chứa đựng rất nhiều võ học, tất cả đều là cấp tạo hóa. Điều này làm cho Lâm Động hoa hết cả mắt, thế này cũng quá đồ sộ rồi. Cậu tò mò hỏi thầm liệu bản thân mình có thể học hết những thứ ở đây phải không? Cô bé nhanh chóng lắc đầu, vì cậu là người thừa kế của sư tôn cho nên cái cần phải học là thứ khác. Cánh tay nàng chỉ về phía cột sáng màu tím khổng lồ rồi dắt tay kéo Lâm Động tiến vào bên trong. Không ngờ bên trong lại là một vùng không gian khác, vị trí họ đặt chân tới có hình dạng một bàn tay khổng lồ. Rất nhanh sau đó, tên bộ công pháp cũng hiện ra, nó được gọi là Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Tới đây thì tập phim cũng hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đành phải chờ phần thứ tư ra mắt thì chúng ta mới biết được. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.